Một cái chỗ. Ông chúng ta phải cảm ơn to cái chấm ra cả nét thì sản ra cả hay năng phát đo là vị trí ca chuyên từ Chrome TV ca phía đây lục tiền dữ lý là mấy miền đồng cảm ơn to ca tăng thông độ đánh đào chấm phù lục bình chạm đất thằng phi rục xông chơi. Thank you, Mr. President. Doctor, if we could go back to my earlier question, it's rather specific. After Mr. Ngsri was scanned, did you have an opportunity to consult with a neurologist and to go over the report, the results of the scanning? Dự kiến sớm chấm điểm thả khi bị dân trong ban thuê ca thọ scan nước ta không ngay đã đạt tại một đón khang chấm điểm khang xây sát quạt ban một mười quạt áo mới hai những quạt đang đang chuỗi dựng trong đường cáp chỉ bàn hai nơi thay thay bị bầm sau một ngày quạt các ban một tam mười evo trong chữ bọc quạt mà xa tiện còn bị quạt ao mà tới ta sản phẩm thịt bọc quạt nó chỉ ngưỡng cọ đó thứ mình lọ cứ tăng cái lọ mà nó cứ thay dương trong ban chấm bút từ quạt mà này ánh quạt ban châu màu tam đan pi đòn rồi hay hay khuôn bọc quạt năng tật năng mà đòn tiền hay tận tâm năng pi bị liên năng đá dương trong các ban tẹt tôn từ năng lực producer để quạt mà chuỗi khang group an toàn là bao nhiêu chấm là bị pro cho bao năng đá hay tầng ót nâng cái ta có cái ban chỗ shop ở vậy vậy để dương ban thực cảm sự bà nâng rồi hay nâng trăm còn ở chỗ đó là bánh hà để trong lực và bồ dì ông bánh mấy để lúc ban xuống nút thì tiện tôi cho mùi nâng ta khi tu sra rồi mình tu sra rồi cả việc cắt rồi mùi đời cả sự bà thân nam nó anh bạn Thank you, Doctor. But if we could just go step by step, I would appreciate it. There's no need to read into what I'm trying to achieve through my questioning. Would it be fair to say that after Mr. Ngsri was scanned, you, along with others, met with the neurologist to go over the results? Dừng xong xoáy trong bước này là tập hoa để dân thư bán scan nơi không scan nè nơi lục group bếp khang rất vô khang vật chủ sáng nữa chìm đến khang vật chủ sáng nó có bàn bỏ ra ở dưỡng cứ không nói kêu anh cho mà trái bò nó không là ngay cái sao để mình chun máu chìa phía xa bà ráng bằng khơi nước không nước sắp là nó không là cái này system đặc vơ hay là article giá dưới khơi là trong coi mình đã bật chạy thật scan scan nó ta chấm lấy trong khăn để dưới khi em đọa xong cho màu nó cứ tẹo tôn chìa môi nắng osteoporotic nó tí bi tẹo tôn chìa môi nắng bàn kia thà retracement nâng khả nào sẽ với cáo để chìa bánh hai chấm bòn nếu chúng ta pi để dùng trong đọt sáng pi scanner rồi bao lục để bàn kỹ thuật antept để xa ra cho lục nữa bạn hai cái bị đường tàu ní cái này rừng ní ta bàn mình chôn tàu đó nè chúng ta hàng sai bớt sát làm bậy ở quá ta bỏ sai mà vinh hai đường rồi thì làm bị bà All right. Now, again, we're going to go step by step. Once you got this report, and once the neurologist got the report, because from what I understand, technicians did the scanning, you received the report, the neurologist received the report. Did you meet with the neurologist to go over the report? It's a yes or it's a no. And from what I'm hearing is the answer is yes. Chỉ tụt tới cái này lấy thứ này bao nhiêu chấm cứ bàn quát bàn to tem mà đó mọc lại những chấm to tem đó và dễ dàng lấy tới cái thay những chấm bàn từ tuổi bài cá để quát là xếp to là lượng đó chia tem mà đó bạn thank you Thank you. That's what I was trying to get at 15 minutes ago. Now, did you go over the report with the neurologist? Or were you able to just understand it and appreciate it
without any further consultation from the neurologist. លោកអាចយល់បានដោយមិនបាច់ចាំពីគ្រូយោបល់ជាមួយខាងគ្រូពេទ្យប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទបានដែរឬទេ?ជាទូទៅនៅផ្នែកការវាបបធ្វើការបច្ចេកទេសនៅផ្នែករបស់យើងខ្ញុំនេះគឺថាក្រោយពេលវាទាំងអស់បើក្រោយពីយើងគេថាយើងឃើញថាជំងឺពាក់ព័ន្ធទៅផ្នែកណាមួយយើងខ្ញុំនឹងតំងដេកហៅសុំអញ្ជើញគ្រូពេទ្យខាងផ្នែកនោះដើម្បីមកធ្វើការពិគ្រោះរួចហើយនឹងឲ្យគាត់ជួយយោបល់ក្នុងការព្យាបាលនេះគឺជាតឡរបស់មន្ទីរពេទ្យបាទគាត់ធ្វើកន្លងមកគឺមិនថាករណីណាទេគឺធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នារាល់តែបញ្ហាតែតតោនឹងអបរិយឲ្យមកថាប៉ះពាល់នឹងសរសៃប្រសាទខ្ញុំនឹងអញ្ជើញគ្រូពេទ្យខាងសរសៃប្រសាទដើម្បីមកធ្វើការបំភ្លឺហើយនឹងសរសេរជួយដើម្បីជំនួយនឹងការព្យាបាល Thank youyou. Which leads me to my next question. With respect to Mr. Inksiri, as I understand your testimony today and the reports that you've been receiving, there are a team of doctors and that there is a board set up to review these reports, have discussions, and determine what, if any, medication or treatment Mr. Inksiri should be receiving. Do I have it right? តើអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជម្រាបចំពោះការដែលតាក់ទងនឹងការព្យាបាលតាក់ទងនឹងការព្យាបាលគេថាមុននឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យគឺយើងខ្ញុំត្រូវតាក់ទងជាមួយគ្រប់អបរិយទាំងអស់កាលណាគាត់ឲ្យថ្នាំឧទាហរណ៍នៅខាងសរសៃប្រសាទគាត់តម្រូវឲ្យប្រើថ្នាំដើម្បីជួយចាប់គេត្រូវអង់ទីអង់ស្លាមតួអញ្ចឹងគាត់ត្រូវពិគ្រោះថាគ្រូពេទ្យខាងបេះដូងតើគួរឲ្យឬមិនឲ្យនេះជាបញ្ហាដែលពួកខាងយើងខ្ញុំធ្វើការព្រោះគេថាឲ្យថ្នាំណាមួយប៉ះពាល់ជួយសរសៃប្រសាទប៉ុន្តែវាអាចបំផ្លាញម្ដងគឺយើងខ្ញុំមិនថឹងថ្លៃមើលថាគួរឲ្យបានឬក៏មិនឲ្យបាននេះជាបញ្ហាដែលរៀបរាប់ធ្វើការនៅក្នុងទីពេទ្យរបស់យើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទ Thank you. And the report that we received សូមអរគុណហើយរបាយការណ៍ដែលយើងខ្ញុំបានទទួលចុះថ្ងៃទី19ខែកញ្ញា Did youparticipate in the preparation of this report. លោកវិជ្ជបណ្ឌិតចូលរួមក្នុងការរៀបចំធ្វើរបាយការណ៍នេះដែរឬទេ?ឬក៏ថារបាយការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសំអាងទៅលើរបាយការណ៍មុនឬក៏លោកមានអ្នកណាម្នាក់ជាអ្នករៀបចំរបាយការណ៍នេះ?ជាទូទៅយើងមានគិតថាបើការធ្វើរបាយការណ៍ពីផ្ដើមចេញចម្បងគឺទៅលើផ្នែកផ្នែកនេះគឺថាក្រោយពីយើងមើលហើយយើងធ្វើរបាយការណ៍របាយការណ៍ទាំងអស់ត្រូវបញ្ជូនទៅផ្នែកខាងបច្ចេកទេសទៅផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញតើអ្វីៗដែលធ្វើហ្នឹងតើត្រឹមត្រូវឬអត់រួចហើយបានទៅខាងបច្ចេកទេសរួចជាចុងក្រោយបានសម្រេចទៅលើប្រធានទី8ដែលគាត់យល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមបាទ And before coming here today to give your evidence, did you consult with the other doctors or with the board? And I believe the professor sitting next to you is a member of the board, if I understand his answers correctly to the president. Did you folks meet to discuss to what extent you should provide answers in this courtroom today? In other words, what you are all in agreement based on the medical condition and the examination. គឺបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺយើងខ្ញុំនិយាយតែបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកទេសហើយនឹងរោគវិធីព្យាបាលការពិគ្រោះយោបល់មិនមែនធ្វើចាំតែថ្ងៃត្រូវឡើងគឺយើងខ្ញុំមិនបានគិតថាអូត្រូវឡើងយ៉ាងម៉េចពីព្រោះរបាយការណ៍ទាំងអស់ហើយយើងធ្វើទាំងអស់យើងធ្វើការជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃយើងដឹងថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍នេះយើងធ្វើពីម្សិលមិញគេហៅថាបញ្ហាដែលត្រូវថាត្រឹមឬមិនត្រឹមត្រូវយើងត្រូវការមានអ្នកបញ្ជាក់ពីលើម្នាក់ទៀតដែលថាគួរតែរបាយការណ៍ដែលគូពេទ្យឲ្យមកខ្ញុំហ្នឹងតើវាត្រឹមត្រូវឬអត់អាចយកចកបានឬមិនយកចកបានត្រូវមានបញ្ជាក់ពីលោក professor ដូចពីស្ការពីម្សិលមិញខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីម្សិលមិញគេយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញលោក professor ម្នាក់ដែលគាត់អញ្ជើញមកជាជំនួយការនៅផ្នែករ៉េអាពិគ្រោះយោបល់អំពីបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងឆ្អឹងខងករបស់គាត់ហើយចម្លើយរបស់គាត់ដែលបានគាត់ឲ្យយោបល់មកយើងខ្ញុំហើយក៏យកស្របទាំងស្រុងទៅនឹងរបាយការណ៍តាមជំនាញរបស់ខាងសរសៃប្រសាទដែលបានឲ្យយោបល់មកខ្ញុំកន្លងមកអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះគឺថាការដែលបែរថា
chia thà dễ sai về mất cái dương trong mình cho nên để lục bàn số tế còn để thà ca như tầng ấp của dương trong vừa vậy mỗi cái bài ca thì bắt đầu từ mình từ máu tụ bay mình bán to cả tam là dạng tụ sáp hay gì ngồi hai chỉ tiếng to đó cứ dương trong thứ ca rock ព្រឹកៗថាទៅប្រជុំគ្នារាល់ព្រឹកដើម្បីក្រុមដោះស្រាយបញ្ហាលើសុខភាពរបស់គាត់នឹងរៀបការពីសភាពធនធានប្រែប្រួលថ្មីៗរោគភាពដែលពាក់ព័ន្ធនេះគឺយើងធ្វើជារឿងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទ assisting in the medical treatment of Mr. Cherie. Well, Mr. President, with all due respect, I'm asking the doctor who's here giving evidence. He should be competent to first answer the question, and then I'll ask the other gentleman to provide an answer, but he ought to know what the board does. Unless he doesn't know, then I'll be happy to pose that question to the professor. ជំរាបរួចហើយថាសាស្ត្រាចារ្យទាំងពីរអាចសាស្ត្រាចារ្យមួយណាឆ្លើយក៏បានដែរឲ្យតែមានភាពពាក់ព័ន្ធច្បាស់លាស់ជាងចំពោះមុខងារភារកិច្ចរបស់គាត់ទី២គាត់អាចឆ្លើយបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលសួរដើម្បីឲ្យលទ្ធផលនៃចម្លើយនោះគឺបានជាក់ច្បាស់ទី៣សូម ជំរាបជូនថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះគឺយើងកំណត់ត្រឹមវិសាលភាពនៃបញ្ហាប្រឈមដោយបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកអៀងសេរីដែលបាននឹងកំពុងតែមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាំងអាការៈជំងឺនិងបញ្ហាស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់ក្នុងគោលបំណងពិចារណាលើលទ្ធភាពនៃរបស់អង្គជំរះក្នុង កំណត់នៅកាលវិភាកដំណើរការចាត់ការរឿងក្តីនេះទៅមុខទៀតក្នុងពេលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបានន័យថាសប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតនេះដោយបញ្ហារារាំងដោយបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកអៀងសេរីនេះថាតើអង្គជំរះនឹងគួរចាត់វិធានការដើម្បីដំណើរការសមនាការនោះយ៉ាងដូចម្តេចទំនងជាសមនាការនេះយើងមិនស៊ីជម្រៅ ដល់ថាលទ្ធភាពរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ញាស្មារតីរបស់គាត់ឈានដល់វាតម្លៃថាមិនអាចដំណចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសមនាការបានទេនេះសូមជម្រាបជំរាបលឹកជូនថាគូបំណងនៃសមនាការនេះគឺគូបំណងឆ្លោះបញ្ចាំងនៅលទ្ធភាពដែលអង្គជំរះធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅការកំណត់កាលវិភាកសម្រាប់ຈັດការនឹងក្តីនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលអនាគតខ្លីៗខាងមុខនេះតែប៉ុណ្ណោះ Relevancy purposes, the reason I'm asking this question is that this gentleman has come here and he's saying that my client is dizzy, he has this problem, that problem. We now know that there are many doctors that are consulting him, we know that there is a board. I just merely wish to confirm whether the gentleman is speaking on behalf of the group of doctors and or the board. In other words, would the other members of the board agree with the assessment that he's giving the trial chamber so that there would be no other questions as to bringing in other doctors in relation to what this gentleman has told us thus far? So that's the purpose. And from our experiences with Calumet, the board was actively meeting, all the doctors were meeting,
before medications were being administered and reports were being provided. I just wish to figure out whether this is the same procedure, because then we have more assurances that the gentleman, that's the doctor, the first doctor talking to us, is speaking on behalf of the entire medical team when he says that, in his opinion, Ms. Singsri is not at least physically fit for the next month or two. So that was the purpose of my question, not to go into any other areas. Let me ask you, Doctor, does the board share your opinion, the one that you gave us today, when you were answering the questions posed to you by the judges? ពួកយើងខ្ញុំនឹងក៏តាមមុននឹងឡើងមកនឹងក៏តាមមិនមែនយើងថាពីម្សិលមិញយើងបានទទួលនឹងអ្វីដែលត្រូវឆ្លើយអឺអ្វីដែលត្រូវមើលគឺសកម្មភាពទាំងអស់នឹងគឺយើងធ្វើដូចខ្ញុំជម្រាបបានជម្រាបខាងលើអញ្ចឹងថាដូសជាមេឌីកាលដែលយើងធ្វើឲ្យគឺយើងតេតតទៅប្រជុំដូចជាខ្ញុំហើយនឹងសហការីរបស់ខ្ញុំនេះគាត់ជាតំណាងរបស់នេះហើយគាត់មកជាមួយខ្ញុំរាល់ធ្វើការជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃទៅលងាចមិញក៏ថាទៅជួបគ្នាដើ
pin mình đầm rơi mà láng còn dương không thôi để thôi ca chỉ mỗi cái roll thế này roll bị đốt xe bị đi cao rồi cả rồi bài cao tầng ó tôi chọn cắt bị khang dương không ó khu bật dương không dương dương không hái thì chọn cắt từ lư hàng bị chơi cái thế là bị trượt bình đất rồi hái mình đồng sầm rách thảo ấy tầm tới rồi mình trầm trời bạn. Thank you. And the report that was provided to us on the 19th, was that approved or at least provided to all the members of the team to ensure that it is, that it accurately reflects all the doctors' involvement in the treatment of Mr. Inksiri? Bạn hãy để dân tiện tôn rõ thay dân thư ca nơi thông tin bệnh nơi cái thang rõ rõ bài ca để dân thư với thang mình đang chấp đoán thư rõ bài ca khu bệnh đã bị bỏ nó dân bà chung thì hãy để dân thư ở vậy khá là bị rõ bài ca bạn sẽ xe lăng dân bà chung thì khám bà chạy cái thế đảm bảo bình nịch hai ca đẹp sắp sai rồi bao từ với những mình mang tên dân tầm rõ tiện tôn cho mỗi đó khu bệnh đã bị bỏ để không ca mưa tỏ nước thư tệ đăng nơi rõ bài ca nông tại group bet đã thay mình mới phải chạy cái khả năng chung cá của ta khao bị năng tới bằng chứng bài sau sai dùng là tốt là mấy ở group bet tặng ót mưa rồi bài ca nồng tay tay khoản thả group hiện kia đẹp đẹp pon để nó không là bài ca tặng ót cái thay mình chứng không bằng thừa nó có thể là suy cho bao qua tặng ót nhé ta thừa là bị bản năng toàn năng ta ho là mình phải chạy mà đang tiếp tâm tới được ở bị bố chi viên cầm ơi thà ngày cao làm một lời tới biện năng là bài ca lấy cái mình tâm trời những cái dùng trong phơi roll tập pin ba. All right, one final question. You told us all these examinations that were performed, especially the scan, and based on the scan, the findings that his head is not getting a sufficient flow of blood, which is causing him to be dizzy and immobile. Do you think it's possible for Mr. Inksiri to be faking all of this, to be pretending? Chấm phốt đại dương kết khánh tha tẹt tôn chấm mối tha lục yên sử thuật phốt rồi mình phốt bia nên nên tin đấy cái gì bánh hà đại vay đầm lái đầm lừa riêng cai hay là vay vay cứ chia đại dương ai mới khơi với copy ca đầm vay lừa pleasure chất đại dương tha phân lừa score lại nhà nước dương cho mình kết khánh chẳng thế à vay đại dương cho đại ai mới khơi cứ tập tam đất tập phong để scan nè bởi dương ở vay mình cho bác dương được không xong đầm bằng đây là với nhà vay đại mình cho bác đại thôi công phim mẹ cho bác như cho bánh hà chia đôi dương tha chia bởi dương phốt thiết nâng khang kết sát với không thế ngày nè bởi chạy tới cái thay dương thưa ở với được khơi tay mà đòn sừng không thả coi bị thưa khơi trong coi mình chấp nơi được khơi
Như vậy bánh hai thì dân kết tha, dân mình kết đó tha có thư phận thư phận thì. Khám đến kia dân khi nhóm xong bánh chạm tách, ông bì tẹo thông cầm rộng hô chim của bà. Như bánh hai đã bà rộng chân kế, cái bánh hai đã bà chạy kết tế này cả bộ prai. Phía xa không ai hay nó phía xa bà chạy kết tế. Khám đến kia tha dân nhóm xong ảnh nhạt đá, ôi khám bịa tại tha rộng hô chim của bà nhóm xong ôi lục bà chạm đất là mấy chuối chứ mà bọc. Vì phía xa không ai hay được phía xa bà chạy kết tế. Để dân thà ăn xô vật dòng vết tế bảo ba dì lẻ mềm mên để không có ba tầng mũi thích kết dục ba dì kran. Nên còn nâng bà chạy cho ba chung lục đầm bầy ở dồn cho ba hảo vây hỏi thà khu khu ba dân phía thật không ai dân khu khu ba vì nghĩa ý bằng là phía bà chạy kết tế mình chẳng khu khu ba chẳng lại ná ôi ấy chẳng lại ná ôi nít chì bánh hà mối đề thời đề mình chạy đầm bầy cầm ở dân dương cho lòng. Bà tất nhiên mà anh nhà chạy mạng mà xong group lục tiên xong group ông xa nạ cá khi em khuyên miền ca coach gồm kháng phần này bỏ bài nơi khăn ông đi bị bài chạy kết tế kháng scan nè kết bán bỏ sài thả ăn xúc vi dòng xa vẹt tế bro Basilea Basilea cực bà phần này kháng bán của cô bà xong bà chạy thả của cô bà mình mến tế mùi tế của cô bà miền phi thông thông chùm này cứ của cô bà tôi trên đường của cô bà thông Basilea bà bò của cô bà tôi đại hải ta xét về lễ đại rẻ xa lùm nâng đại thua cột bơ mộc nâng anh tại của cô bà thông mình mang đi dây từ đó ăn sưu vi dòng sơ sơ rê bà tế bà xông xông chung chì bò đầm miền hay miền xâm nô môi tiết mình nâng đàn đi dây thà ca sẽ kết đầy xâm rãi cho bò khu bếp thà châm ngư bếp đông quạt mình xoay thôn thô tí cứ khâu hỏi cứ thôn bần tay nông nơi khôn nông lẹ khăn môi đại dương rẻ xa sơ thê rê bà mà xông ở con mà. Thank you. Let me go back to where I said faking. The reason I raise this is that some may assume that Mr. Inchley or another patient in his position would be able to fake these examinations, in other words, to gain the scan so that the results come out that would allow you to then to have such a reading. And that's the question I want you to answer, because I believe I know the answer, but I think we need to hear it publicly. Hay đầm bay ở group bắt scan, cứ tầng off, cứ mình men đầm bay ở thà, còn đặt phơi tới ở group bắt phơi scan nó thở đặt khơi mình chẳng thế, dừng cho mặt rồi chẳng thế. Bị pro ấy nơi không phải mùi mùi, cứ dừng không thứ ca chỉ phải này. À vậy để bắt đầu ở từ thà film là lướt scan, thuộc bay dừng mình mới ăn tập prate rồi bỏ kế, cứ dừng miếng film là chỉ phó tàng, chỉ phải nhà phó tàng mới để mình ai, mình phải làm mình phòng bàn thì. Bà dương chung chứ thà nít khoản tại thà dương mình đang thà dương giảm bệnh ở nít tế còn tại thà nước nông bệnh hà bệnh sa bệnh hà để dương tháng chung trong thực bột trong mình mệt đấy thời chất dương nhung mình đồng mình miền đồng chậm đấy đang khả năng bàn tay bệnh hà trong để bệnh hà thà scan cứ khơi rũ giảm mấy cứ bàn đang bờ khi mình ở chất khi mình bóng đấy âm mùi tiện và sân chỉ khi mình khơi thà chậm lại để lót tập ho để ao hay khang đôi thà ô việc mình trầm trai đấy cho dương khi mình đang rơi phe lang vinh phim nó chỉ bằng hai những cái thà mình kết đo tạc con thứ bất đồng bay cho tờ scan đi. Thank you very much. One final question. Have you or the medical team considered whether overseas attention should be considered? In other words, sending Mr. Inksri abroad to Bangkok, Singapore, other facilities where they do have other specialists and more modern equipment than your hospital or in Cambodia in general. Has consideration been given to that? Thank you very much. Bệnh hạt đẹp tẹo tôn cho môi nâng cao bị chun. Cứ mình bán chân cho mình bị chạy ra nào thì. Còn tại miền bệnh hạt chân phát liêm. Cứ cho bạn bị cực kháng bảo sợ để mà bị bà răng. Cứ thả. Thứ phương giang mệnh. Cả lại nát để ách phương bàn. Cứ có ai dọa bao dương chung. Hay dương cho mình bán thả. Bắt nâng cho bạn sống ngọc chất tì. Bị bố ấy nhóm thời ca bưng phải từ lưới khang giờ say bà sát để rung trăm con giờ lo mà bị bỏ từ vĩnh ta từ ngày nắng ấy phải chỉ còn chơi mà bị cô ở chỗ ba lo ta tha dương phơ ban mình bàn bà sân thì dương thôi là ban dương khi ông đang tẹt to từ khang cao mà tiện
tí bẹt cả mẹ đảm bây xông chưa cho bà con xô ta xông bà kế ta con ai phơ bán nâng cầm đặt nà khiêm nâng dơ cho bà tặng ớt nhưng mà sang tay phơ bán hai nâng phô bị bạc để cả làng cả để dân viết này chai kia tha ai chùm đánh dân nâng ai phơ bàn tay bà nâng khinh tha bà phơ tới vì rì chà ăn chương vì ai khô nạ đo nẹ chụp bú bọc dân chống còn dân chống mình lực hình nâng làng này hai chùm tha phơ nâng dân chông bền mẹn cứ dân bưng bà ai tặng xong bền mẹn tầm tí bẹt dân chông mối khớp lất tập hiệp nơi tổng tỷ bệnh nâng thạ chiết và sân thạ chiết ở thạ chấp bác hàng cõi thơ bán khi trong nâng thư rì đập bị chạm ná thầy lưu lưu bật thiên làm bây thầy ta cua thơ giảm mạnh bàn tay lấy kia chìa bị bệnh liên mối xảy mạng dưỡng không bị chạy hai dưỡng trong sân khâm thà nâng đo chùm lại ở lúc bàn dạ bây giờ chấp nâng qua bánh hát với ca nâng Thank you, Dr. Zaev. No further questions. Some akun chiran lugu jam dat kyum asnu itir ne. Some akun lugu tin. Ba akun. Je bantau anjma samra vitika jun tu. President, thank you. Tamnang. Sapa nya. I now hand over to the prosecution to put the question. Mat le. Mien panha bo prai je dai. Tam menteri ratba talaka tanom ruol. Lục Thiến, dương ai chấp đàm bàn Lục Thiến, xong ổ cùn. Bà xong, anh chơi, anh đã xong bắt đầu bị tư ca chung tư kháng tháp trình nhà. Bà xong ổ cùn Lục Thiến, chỉ bà thom xong gặp Lục Thiến, lục sợi chạc rõm nâng phía kỳ tầng ốc đàm miên vọt tầm miên ở tình đi. Thì chú mùi khả niên đi phong đá, có xong chùm riêp xuống lục về chạm đất phong đá. Lúc bị chạm đất ban chung riêng chung ông xa vần ca thà lúc ban từ bình đất nông xí ba lòng phí sản phẩm hiếp rồi bỏ lúc yên xử lý chi bật chạm. Xong nua rồi bỏ nhóm cứ chọn đăng chạy thà nông phê đại ông lòng phê đại lúc bị chạm đất ban từ bình đất xí ba lúc yên xử lý nông ta lúc bị chạm đất ban xua xong nua xem xinh đâm bay cầm nót ông phí rồi bị chạy rồi bỏ lúc yên xử lý đại tế bên ông. Chúng xong trả lời xong đúa chia tu tầng ra là ca cho tôi bình đất vì dịch bệnh tình cảm ca để dân phơ chia bật trăm mình mến trăm thời dân ban thờ xua cái trong tim nơi cơ trăm là nãy dân thời thơ phía pass dân cho tôi bình đất đến cái ta xong bây giờ lừa bánh hạt lừa bệnh đồn co lừa bánh hạt để hàm đây hàm trường bánh hạt đó cái dân bình đất chia tu tầng dân phơ thoa mặt đa tay mặt đòn mình ca để xua sọc tốc mình chỉ bàn hàng những cái thay chỉ cho luôn người ta bình đặt rót ngay thì cá để phơi bình đặt rót ngay cái dân không tầm bay vậy dân ta cho tới tầm bay xả xả than là phiệp thú sra chăm bệnh dân tầm thời làm mơ bệnh đốn qua từ mười cái bàn hai chỉ cá với dịch bệnh cao mình dân còn từ chỗ sập tốc thọ mặt đa rồi nhẹ còn số tha bị mặt bị đi bà xong tốn tẹt tôn tân năng nếu bây đại lục bị chạm đất bàn sầm phê rồi cả xua còn nâng ta lục bị chạm đất miền thưa ca sầm kết để tha quan miền ca dọc chật tục đã rồi cả phẩm màu rầm hay bàn chay lai tận năng sầm nua đại lục bị chạm đất bàn xua còn đại thế chỉ thu tới dân khinh thà ba giờ mình chỉ bánh hà nâng cao bằng mùa rộng bằng khoản tế hai ơi ở vậy để có trong pháp dân sống chung cao vì trả ơn chương trả ơn chương ở vậy để dân trong trọng đăng phong vì phụ ấy có thay bà rộng nâng sốc việc bỏ quát ba hai dân mình xong khinh thà vì mình bánh hà mình bỏ cả đây ở vậy dân mình toàn bán xong có khinh thì và hai chỉ tu tới trong sông mặt trận thì đấy nó cá châu bình định đi cá bình sông mình dừng ai thưa mình ở xem xem để chăm quận ở quận quê hay dừng nghĩa cho nghĩa lan quận nó cứ bành hạ tầng ở nó cứ thà mình chỉ bành hạ ấy tới dừng khi thà cá bỏ quận nó còn thà để chỉ bỏ rắm pizza sang tiếp dừng cái bỏ quát để trường chắc ở trường chuối quận và bằng sông ở quận lục chạm đất chẳng ta không nhom ai sang để than chơi ban tết thà ở tam dung tam sầm đầy rồi bỏ lục chạm đất cứ tha nó phê đại lục bị chạm đất bàn sầm phê rồi có xua sầm nô lục yên sợi hái cứ bỏ làm miếng xem xem chẳng lai đại lục yên sợi bàn bắt đầu chun lục bị chạm đất nó cứ việt trâm việt bàn bỏ làm miếng nào ở vây đại lục bị chạm đất trong bàn ta chẳng mệt thế.
bà dương xung quanh khinh tha với đối chỉ ở miền bảy hà với dương cua thà miền bảy hà sẹp quan thế còn tại bên chung khác hơn thì chỉ quan miền bảy hà dương vậy tới dương vậy tại chính quan mình bàn vô cho tới dương ở thời quan thì xu bị chạy dương làng mình bàn là bảy hà để chậm lại xoay mau để miền bảy hà chung dương thì mình qua khinh thế bạn và xôm ở con lục chạm đất ấy lục thiên nhom ở sầm nổ hay hay xã cà rây nhom đang bình to sầm nổ to tuyệt bằng xôm ở con xôm chơi thank you mr president nam sát thiên nhà xôm ở con lục thiên xôm chim biệt xua lục chạm đất từng pí rúp I have just a few questions to seek some further clarification on what you told us this morning. And I want to start with the very end of your September 19, 2012 report. At the end of your 19 September report, the very final section states cardiac condition stable during the 10-day hospital stay, and then makes the following statement, peripheral neuropathy and vertebrovascular insufficiency syndrome are the main problems. And I know that you've talked about the underlying issues here, but in order to help us understand these two terms, could you give us a brief explanation of what these two terms mean? What is meant by peripheral neuropathy, and what is the meaning of vertebrovascular insufficiency syndrome? Vertebrovascular mean at the name of bà nước trong này dương khi ông nói bài ca là bằng dương khi ông dương bàn đã thà bánh hát đã tẹt thùng nâng ca vì vót là bao bể đấu dương khi thà vì nâng nâng nổ bàn tay bánh hát để nơi trong bộ mốc với tẹt thôi trong môi nâng để thà neuropathy peripheric dương khi ông bàn bàn si trong rồi phát hiện neuro bàn tay dương xong sao là bằng với để dương khi thà chạy sai trong bộ nhà trường người dương khi thà bánh hát để sầm khát làm phát cứ nhà trường để thôi tai prap dương khi thà sai bao quát của thà quát sập quát mình đăng đáy mình ai cần bị bán mình ai vấn đề bây giờ vay làm lãi từ lưới cầm lang sạch đông ấy được là khu vực sài sát để kiếm chỗ thì chỉ mỗi quạt là mới vay làm lãi quạt thà vì mình pành hà hai mình miếng pành hà mỗi để kết thá vì ipotuni tôn mà bị hàng khu vực hàng lưới thì pành hà để tiệm nó từ sài bình yên tại bản nọ hai mỗi tiệm đấy để tiệm thôi chỉ mỗi nên cả hai thà sinh sandro mã su giang vetebro brazilia cứ anh ấy người ta chỉ bảo là hang chấm niên để dính dây bị cướp chỉ bằng những bàn chô bị cướp chỉ mới khi nên chúng ta phải tẹt tông đường ca để nên không cần nào ở đây để việc biết khăn việc thôi rồi chẳng để việc là sắp chọc khi nhé thôi ở kiếp say chim để việc mà thì chấm lên được bạc bỏ khu khá bà thằng khá lòng nắng để thôi ở chim mà đừng bắt đầu tạo nước thay vì miền bánh hà mình cướp thôi ở miền đề dịch lý khát để thử còn miền bánh hà nâng hồi bánh hà để những bỏ prai dân chúng ta dân chúng có bị bạc nâng bánh hà nâng đáy phù hồi bê chìa bánh hà nâng tiêm tĩnh đích tay mà đông chân dân chúng hiện là thảo chất lực nông lại việc khó khăn là khó chức công nâng bánh hà chạy vào dân chạy cạp bận Thank you very much, Doctor. Can you tell us, is vertebrovascular insufficiency syndrome the same condition that is sometimes referred to in English as beauty parlor syndrome? Vertebrovascular insufficiency syndrome. Tam bia để thay thông thông bia bị chạy cái tiền nít cái thay dương khi chôm để bàn tăng bị khang để khang sai sát để bàn bị dồi dương phạm dương chấm nít cái chụp ảnh hà mùi cái thay về tẹt tôn những ca để chụp ảnh bị dồi bảy mình chấn cái nào nơi không có đặt sao bị cao dương nè
Khanna vi bia tbiet chăng vi thưa ha chăng chăng để vi rưng chộp khnien chăng vi thưa ới tae panha ta sai chăng để chlong cắt tam nưng vi rop tới ở ban sru lo chăng hay vi thưa ới tae ka để phđo chim ới nưng vi ha đốt jeung chong mu karo mu chăng đâmbai ới kum ới chim vi tới ban trơn nu chi panha nưng hay vi khop pi jeung stain note desa atherom atherom ka tae jeung aich bâk stain bâk ban vi thưa ka bâk canal nưng vĩnh đâmbai ới sai chim rop tới tam đâmna bơ vi vĩnh panha ba. Can you tell us, ជាទូទៅផ្នែកគ្រូពេទ្យដែលបានពីគ្រូយោបល់ដែលគាត់មកបានមើលផ្ទាល់នេះគឺជាលោកបញ្ចាំដិតដែលគាត់ជាអនុប្រធាននទីពេទ្យនេះគឺជាបញ្ចាំដិតជាលាហ៊ុនបាទតែគាត់បានខ្ញុំបានអញ្ជើញគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យគាត់ឲ្យមកជួយវាយជាច្បាប់ហើយនៅក្នុងដែលនៅក្នុងដែលក៏មាន professor ដែលយើងខ្ញុំបានជា Thank you, Doctor. You've indicated that you are still in the process of consulting specialists and before a decision is made on the most appropriate treatment for Ying Sri. Other than neurologists, what other type of specialists would be useful for you to consult with in order to determine the best treatment course for Ying Sri? Nhưng cái tha nơi một người cao trị bàn chẳng cái tha dương chống và nơi này sân khu bằng toàn và tam khách chỉ tuần tì bao dương chống có chỉ mê xin mỗi cái là chỉ mê xin đăng tiền cái tới ở vậy để có ao dựng bao mà dương ở vậy để dương kết hay dương bị cứu bằng tham từ lưu bạch chạy cái tế cái dương thơ dì tiếng rõ thay tên một đồng hơi nhạc để ao bị cứu bác khai bị lưu bằng chậm đất chìa là hướng toàn lấy cái tha dương ách công bị cứu bằng bị chậm đất xanh chìa xanh là professor John ខ្ញុំមិនបានចាក់ឈ្មោះគាត់ច្បាស់ទេគាត់នៅរៀនអរទៅវាជាឈ្មោះភាសាបរទេសគាត់បានមកសហប្រតិបត្តិការជាមួយជាពិសេស PRP ម្សិលមិញផ្ទាល់គឺគាត់បានចូលទៅជាមួយខ្ញុំ
đòi thưa ca vị nhà chay lăng với nhà vay đè lục và chạm đất lục chia là hướng nó quạt bàn thưa cả lòng màu cao bị quạt bị cột chạm mũi tới quạt bàn là thưa mà đỡ xinh xinh tặng óc quạt quạt cho sọp tặng sóng thè à vay đè lục chia lục bị chạm đất chia là hướng thưa nó vì ao viền tầm lái cứ vì tầm trầm hơi chân cái thè chân chống cọ khuôn anh to cọ không cho sọp nằm bành hà bị pro cao bị bành hà chân chống tọ óc hướng phai sao chưa mới ở vay đè thà ở vay thì chật cạp bật chúng kết tới cái ta vay tặng ớt cứ ba hai chìa đom tặng ớt nữa bảy hàng tặng tay một đồng and can you tell us at this point whether one of the possible options for treatment for Ngsiri would involve medicine or other treatment done on an outpatient basis outside the hospital, or are the only options that are available treatment at the hospital? Bạn nhà hàng để tiện tôi cho mình một số bài để mấy chia bài nhưng trong ban kêu cho mình những group này mình thằng sai và sát tiếp thằng việc cắt sai và sát cái những trong chia chiếm hai đây những chứng à vậy là vậy để xong đồ luôn để số những trong bên ấy cứ chia bạn nhà hàng mỗi để những trong không buông tại đó sai những trong chia chiếm nó thà chia một lần tập hiệp cái pin là group để quan chơi mà bị bỏ tiền với quan bằng một mưa lang vĩnh ta bệnh hạ thì dừng rôm số bài đó sai rằng mấy hơi dừng trong đường chia dâm tẹt tôn thì tiết tại khang mình tìm pet cam mát đảm bảo ao chia pro chụp bò mũi tiết ta thì dừng cua thừa vậy bán môn dừng dừng sầm lại tha cả lại nam mũi đại thừa bàn đảm bảo dừng rồi số bài đó sai hơi tầng on nước bò là mình tầng on dừng trong đường thừa bài ca nó bị cay bị dừng sắc sa bát lọt on hơi ta vậy mũi đại dừng cua thừa mà to tiệt là Thank you, Doctor. I just have a few more questions. I want to turn to a different subject, which is the issue of that Judge Laverne discussed with you, the Ngsiri's condition of dyspnea. Looking at the medical reports from your hospital, it appears that when Ngsiri was admitted, he was diagnosed as having dyspnea at the level NH. NYHA grade 4, and that by the 19th at least, his condition had improved to grade 3. The earlier document that I'm referring to, just for your reference, and let me know if you don't have it, is a report that's dated September 2012. Do you have the 11 September 2012 report? At least the rough translation that I received, it indicates that on the morning of September 7th, Mr. Ngsiri was admitted, and that one of the conditions that's listed is dyspnea NYHA 4. So, first of all, I'd like to confirm whether in fact Mr. Ngsiri's condition was at grade or stage 4 when he was admitted, and what was done, if that was the case, what was done that was able effective to improve his condition to grade 3? Niha 4 mọc niha 7 nè bà chết tư tư bánh hà bà sân chỉ dưới quạt staff đấy cả nơi không tìm bật hợp bà nâng bà chỉ của bánh hà của bà dưới mình chỉ bật hợp bà khuôn tới tì hơi chạy tôi cho mình đi xin nè để dưới class viên tạm tạm đi hà chương trình không thà bề khác vì mình chỉ cả chụm lại bị pro ấy cả na nhẹ chỉ mình nhẹ để quạt nơi sầm bạn được tiền đấy
hơi quạt đại ca hộp chọc mà quạt chân cọp prai chân ca quạt ấy cái tháng để không ao dàn stick và lệ làm bốn cứ chạy tháng để cùng phong là trong cạn chạy anh quy bạn đã tham bị đóng quạt miên pành há với quạt miên để xa dương mà đang chỉ một là hai rưỡi mười giờ pành há để quạt bạn hộp ban rưỡi mười ấy vì ao bị đóng là hạ đôi chi vì tư khu mình tách để thợ hot quạt khằng cao bị cho tôi sẽ lắc đồng tiền pet để dương kết tha bị cho tượng đồng quạt thì stop quạt làng vinh này vậy vậy tượng ở đấy dương kết là vay tầm lãi bên đây trở lo tiền đi há tro cặp phân tay dương kết tha đời xa dương kết tha nẹt chừng mình đã quạt kinh sim ở đây nó bắt ông dần tiếp cận mình ấy thế dương ở class mình sẽ tiền đi há tro hơi anh ấy dương pành há tiếp cận là nẹt chừng mình đã hộp máy ai cái mình tom price anh chân tới gọi là tất cho anh chân để ai chụp ảnh hà để Disney khăng chỉ chân cái tham viên mình sẽ chụp lại bao màn tết là lên đại chân mới là bên Asuson cả giá hơi sẽ tham là phim địch quan chân And can I ask you the determination of the level of dyspnea, is that based on objective medical tests or is that a subjective evaluation of the doctor based on consultation with the patient and observations? mình là vì bưng phải từng pi từng song hàng thì mỗi từ lớn mà nếu xem xét thì những cái thà vừa một cái mua mà hết mà bị ấy á chỉ hypotonic autostatic để ta bệnh hàm bệnh đồng có thừa cảm bàn lõ rất có chỉ bệnh hàm mỗi trạng tôn nằm xem tiền cái bây giờ thứ ca viên nằm lại hay việc sọp này lớp tập hoa để cho bạn khinh thay thay như giờ ba lộ để ban viên nằm lại trạng tôn cho mười là vóc và bắt sầm biết chiêm là pe để quạt ông cây là pe để quạt sầm rã nó sầm ran tiệm nó dừng khinh tha viên mình chỉ khóc nền tiền chân dương còn mình bán kết tha viên chỉ mua là hết máu bị hypoton số autostatic đây hay mua tiết để bệnh hai dành chân hai bằng cách chấp đa miên sập trong đại trường trước còn dương chấp lắm eva là em mua tiết từ lứa à với đa trên vẹt thí sẽ đồ diễn gì acp với đúng mua cái bệnh hai để vestibular khi bị dương phơi tơ thương mại lớp xem xét dương khinh tha lớp tập hoàn dương tự bán được phân phai từ lứa bạn hạ để những rốt hơi là sang rồi mà ăn sụp dòng về từ rồi Brazil hai chỉ sang rồi mới để cho việc tạo nhà chất đất cho mình những cao với mốc để đồ dân ở periphery này nên nó phải xịt lên này chẳng những kênh thay cao thì viên trái dân ban bị cruise ball từ khang cụp bệnh để chúng nên khả năng thả ta vì ai chỉ bạn hạ nâng tầng ở nước người ta vì những kết thả ba chỉ trong cao ấy mới chúng muốn thấm cứ mau bị bạn hạ nâng ấy đã ở quận với mốc thì những cái lò máy những cái ta vươn mốc này tẹt tôi là bệnh đố nhưng cái ta ba hai chỉ mình đã cọ đo phần nắng biểu ấy những ban thư tè lưỡi quạt là lưỡi voa là bị đây bị ảnh cuối những khinh tha sẽ biết chiếm nó đây thì mình chỉ prai pro vào màn thì hai giờ mình cứ tham mà đo thằng nào ở quạt thư nó mới bệnh hàng cả là như mà One last question, doctor. In his current condition, is Insri able to get up out of bed and move around at all? Chit bán đá rứa co mình bàn sao? Chấm phô sát thanh phiền bắc quan ở lớn, cái thà để sao bệnh hà thì mỗi ngày nếu chập làm thà imu bị dễ cái chân khó lòng bạc quan chân này bệnh hà để ngớp đá cứ quan thuật bàn này tao ngớp cái tao thì dưỡng ngựa lưỡi quan ở ông quỳ lưỡi quỳ cái tao cho ở bắt tay bắt chân chân mình ăn nhạt để quan cho thì hay có mình bạn cả cho đây chân chân ở bắt chân ở vậy mỗi cái tay chân thưa nơi lưỡi hệ bạc quan tay mà đòn của ngay nếu chập làm để sao ta nếu cái thà ao dừng thà mong mình cái chân chập làm ở cả đi co nó tầm bay ở cùng mọi quan nghĩa chẳng bán chẳng vì mình làm ra ở quạt với trò nào thì mình chẳng chỉ bánh hà mỗi đại dương mình đi thì bà Thank you very much, doctor, for the information you provided to Mr. President. ក្រុមសាមីវិណមុខតំណាងដើមរដ្ឋនេះប្រធានបានមានទំនួលឲ្យមានសូមផ្ដល់វិធីការជូនទៅក្រុមសាមីវិណមុខតំណាងដើមរដ្ឋនេះសូមជឿនបាទសូមគ្រប់លោកប្រធានលោកលោកស្រីចៅក្រុមភិក្ខី
ខ្ញុំសាវនាការទាំងមូលខ្ញុំមានសំណួរពី3សំណួរទេហើយលោកស្រីអេលីសាបេតក៏មានសំណួរបន្តិចបន្តួចដែរបាទសូមគោរពលោកសាស្ត្រាចារ្យប្រចាំដិតទាំងពីរខ្ញុំសំណួរដំបូងចង់សួរថាតើលោកអៀងសេរីពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើគាត់មានការវិលមុខជាប្រចាំដែរឬទេ សម្រាប់ថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាគាត់នៅក្នុងសម្រាប់ទីពេទ្យហ្នឹងជឿឃើញថាភាពវិលមុខរបស់គាត់បើសិនជាគាត់មិនថាមិនងើបចុះឬក៏មិនអីគឺស្ថានភាពវិលមុខហ្នឹងមិនជាបញ្ហារំខានគាត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់យើងលើកគាត់លើកចុះលើកឡើងជាបញ្ហាមួយគាត់ធ្វើឲ្យគាត់វិលមុខហើយគាត់ចង់ក្អួតចង់អីហ្នឹងបាទ បាទ អញ្ចឹង ប្រសិន បើ លោកគ្រូពេទ្យក៏បានមានប្រសាសន៍ថាលោកអៀងសេរីបានរហូតដល់ពេលខ្លះគាត់ឆ្លើយឬក៏គាត់បានសួរច្រើនផងទៀតផងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់តើលោកគ្រូពេទ្យអាចបញ្ជាក់បានទេថាពេលដែលលោកពិភាក្សាជាមួយលោកអៀងសេរីផ្ទាល់ថាតើលោកអៀងសេរីអាចឆ្លើយហើយនឹងស្ដាប់សំណួររបស់លោកគ្រូពេទ្យនឹងបានត្រឹមត្រូវតាម សំណួរដែលបានសួរទៅទេហើយបើសិនបើគិតពីអំឡុងពេលក្នុងពេលភាសាគ្នាជាមួយលោកអៀងសេរីថាតើម្ដងមានរយៈពេលប្រមាណដែរបាទ ជាទូទៅបើសិនជាយើងខ្ញុំទៅបានសួរនាំគាត់ គឺយើងសង្កត់ឃើញថាដូចជាអត់មានបញ្ហាអ្វីដែលចម្លែកតាក់ទងជាមួយនឹងការគាត់ឆ្លើយខុសទេមានតែជួនកាលយើងនិយាយតិចទៅជួនកាលគាត់មិនលឺគាត់សួរសំណួរយើងឡើងវិញហើយរយៈពេលដែលយើងបានទៅសួរគាត់បើសិនជាយើងខ្ញុំទៅសួរធម្មតាក្នុងពេលមានការយើងត្រូវទៅតាមរយៈពេលប្រហែលនាទីទេប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រូពេទ្យដែលឯកទេស ខាងនឺរ៉ូសិកក៏ទៅសួរវិញគាត់ធ្វើក្នុងរយៈពេលមិនតិចជាងវាជាផ្ទងតែ10ទៅ15នាទីឃើញថាចម្លើយរបស់គាត់មិនយើងមិនសង្កត់ឃើញថាការដែលឆ្លើយខុសឆ្គងអ្វីទេបញ្ហាដែលជាគាត់នឹងធន់បន្តិចជាមួយបញ្ហាមួយដែលយើងឃើញថាបើយើងនិយាយបែរមុខចេញមិនចំមុខគាត់ជួនកាលគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍គាត់អត់ស្ដាប់បានប៉ុន្តែគាត់សួរយើងវិញគាត់ដឹងយើងហើយតែចម្លើយខ្ញុំគិតថាមិនជាបញ្ហាទៅតាក់ទងគាត់ឆ្លើយខុសស្អីទេ
lúc khu bệnh miễn à cho miễn bàn bình đất tế thà lộ yên dưới ai miễn là tập hiệp đạp xâm nua nâng chlai xâm nua nơi bệnh đại quận xâm ràn lời kể nâng ai miễn là tập hiệp là hô tất đó là dạ bệnh bảo mạng này tí bánh bánh lục miễn bà xa thà đọc ràm này tí tế ta còn ai miễn là tập hiệp châm nai bệnh đạp hay nâng chlai xâm nua lơ vì dạ bệnh này đại tí. Trong phố bánh hà lý dương trong một thảo bà sân chỉ ca để con snap dương sắp hiếp hơi hay hoặc bác khoát chỉ bánh hà môi để với con của bạn này dương cho bạn đại bán sản là bóng rồi dạp với nhóm khan quát ở này tiếp anh quán tài không rồi dạp để chương châu bình đất có thông mặt đá ca chơi tao rồi bác khoát bà chôn lòng bánh hót chỉ ca bật bố ấy quát mình dễ cho mỗi dương bà sân chỉ quát bánh hà không bằng dễ khăn khăn quát hát được chưa bánh hà môi để thà rồng khan quát đá con trình hót hay là tiếp hot đó dùng clop khơi tăng bên đi tăng bên dương bên chung quạt tới có quạt gì tới cả gì tới dương dương nhọp tới tới quạt gì top top dương nhọp tới quạt nơi mềm rầm hot hay xong đại bản sao bọn gì bản chủ tế bị pro anh chỉ tụ tới ca để thử dịch nữa thì tập làm được tỷ anh nắng vài chỉ ai ở quạt xài bán thì chọc bao dương người ta cùm nó mới cái dương mình trong rồng khan ca sầm rạ bạc qua để quạt ngập cho quạt trong phần xài nữa chỉ bánh hàm mới để thưa mình lo sầm nhập sọc biển bạc quạt đây person ba ca xua từ lời lục yên sĩ rồi dạ pê mặt đòn ai đậm nịt tì từ đập ram nịt tì thà ta lục ai bình đất đăng thế thà còn ai chơi rừng xua về phía xa kia ban mặt ngay không mặt ngay ai bao màn đòn đấy trong phố rừng đi dương trong có mình đại ban xã với tầm lại như bao nhà lớn đấy
vì phụ ấy để dương trong để ba nhà cho số cho phụ dương trong bên đấy nơi tổng ty bắt đầu rồi ở quận đấy cứ ba nhà để quận ba nhà đại trường quận để quận cầm rồi cầm bán hai ngày đấy dương chập đang đã ọp có quận mở quận nghĩa chỉ ba nhà mới dương kết tha chỉ ba nhà chỉ ọp sạn để dương kết tha ta phơi chẳng bệnh quạt tiện luôn hai ba nhà để sạn là bỏ su tràn đòn dương trong kết tha nhưng đại bản sạn là bỏ mượt tê và phần này quan thay cô bấm nón để con sầm rạn đây cả lại những nhóm cứ nhầm túc pe sầm rạn ở tràn đời mình ở nhà rồng khan để miền ở bên phía cái trên châu cai bị quạt hai anh chỉ rừng muôn thì mẹ tục anh những miền sầm rạn bàn tràn chỉ trên quạt ngược cho quạt prang ngược đầm bay ở nhẹ nói về các bạn nhà chẳng còn có quạt để chỉ cho bạn nhà chỉ ở bát xã sầm mẹ ở dương ọp quạt ở nền đằng và bạn sầm ở quân chỉ buộc cả trời và lúc nhóm miền sầm nô trong cai mùi tiệt nhóm ban lưu lục mê thư vi cà nà vã ban nì dây thà sàn phiệp bò lục yên giới đấy đài thật bẹp ní ai chờ bần lại bèl chân khai lục cà nà vã ai chờ cài nhóm bà sân bà nhóm nì dây khó ta sàn phiệp bò lục yên giới đấy ai chờ bần lại bèl chân khai chân bèn đài tế bà sân xong lục chùi mình lưu chúng tôi để tiện tôi cho mọi người bài nhạc để quạt để cua để nạn nơi là biển chân cho ăn khá nhưng trong mình toàn ban ở vây kia chạy lại tầng sông thì bàn tay nó không là bài ca là bao nhiêu chúng trong đồng chơi diêm và vay đồng lại quạt lang vinh cho than tiếp tầng ót nó roll là sắp đà hai nhưng không còn là chỉ ca smart tốt tí ba sẽ than là spark nằm dưới thà tẹt tôn cho mình sàn thì có spec tẹt tôn sàn thì vẫn mốc trong chưa thà bờ sân chim một số bài đời những para tháng năm phải chạy ai phải dễ pe quan nơi tạm nơi có đồng tiền bền dạ pe du và không long cầm long và mạnh khai cho ba lúa dương cầu mình toàn ban vay tầm lại cho bạn đấy bị cru vì lấy cái bài nhạc khoa thiết làm số bài đó dài bàn tay bờ phương và ai tầng sông từ lưỡi cao para tháng dương kết thà phải chơi chơi cao dạ pe môi ven nơi có đồng dạ pe năng chỉ riêng rót hay riêng trong khoản này thà vay tầm lãi cua ta ai có tranh pin một tệp bán rồi mỗi cò thử nó sẵn lại giá pe bên toàn tiện đấy chỉ bán hạ để riêng trong thử vay tầm lãi rót nó sập đà tầm bao nhiêu thừa rót đâu rót thay ngay rót bị bệnh hay bán lại cái loại mà để sang sang tập tiếp những người khởi thà khi chẳng ngừng mỗi để riêng thử cá tiêm tiền giá pe du tầm bảy chia ba hay riêng thử rót rót bị thi sinh sinh tiện trong riêng trong thà đường chun bỏ đường biển nước nước bị cày vinh còn ta chỉ cho bảo là bảo nhóm to hay những tờ tam snap tầm hàng lục để khang bài sát đến dưới sát thành phẩm nó có tham bản thân dương chia ba đại tham với thời ca là giả pe mui hiện tràn tách hay kết tha ba hai chia ai được khai một nơi không tìm bẹt nằng và đi chơi tam chặt đành và chúng bảo con này chia sầm đồ trong cào bảo nhom thật ta lục yên dưới đấy miền thật ba chỉ bảo nói miền ca thuê việc chỉ reanimation physics chỉ ca thuê chọn là lựa phải chỉ được riêng cái quạt ở quạt miền ai cầm ra cái bàn đại tế được không pe là quạt ở cặp buồng thay chỉ ba rồi ngày này bạn xem mặc quần chỉ tôi tới bệnh hạn đặt tẹo thôi chỉ mỗi ngày ca chỉ bắt ở xa kinesiotherapy cứ dưỡng trong ban tập rồi ở quạt phơ bạn thấy còn tại miền limite class sớm em đã để thuế riêng trong bây giờ sang tập tiếp đây chỉ bạn hà các bà còn chẳng có còn riêng mở còn nhiều hàng này chẳng chỉ bạn hà thuế là lượng đại lưu trương chỉ bạn hà để quạt thuế nông nói cái khang dược trong cái khang kinh này dịch cái bạn đã bạn hà để program để thuế là lượng quạt nó cứ bay đo nông mới sắp đà bạn tay dương khi mà mình toàn ban training làm với ta thuế nó không có mặt nè vì ấy việc tiện tôn thì bạn hà để quạt cầm lại khang đại chương dân thử phương vị lõ bằng là bằng nhà chẳng khó nông cho ta vừa bác bò dòng bác giả năng dự trong năng bị cực này chung mùi khang đi với ta vị ban chẩm đánh tràn rư vị giang mạch đá bác sân chỉ dân phương và to tiện nông bằng thế thì tôi tới dân cầm bông thật phương cư dân thuê kinh này gì nó không có bật mùi lệ giả tế hai ơi nơi tại bây đó không mới sắp đà
bạn xôm con lộ xa xa cha chim phù cả dốc chết chỗ đạn chlai chim phù xâm nuốt vào khi bạn lục thiên chim ở xâm nuốt hay vừa to tiết cứ lục sợi Elizabeth đang xù mà to xâm ở con lục thiên Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges, et bonjour à tous, bonjour à vous, Messieurs les médecins. J'ai très peu de questions, j'irai très vite. Ma préoccupation, c'est évidemment les audiences à venir, comme l'a rappelé Monsieur le Président, puisque pour nous, chaque jour compte ici. Donc je suis désolée, mais je vais revenir un petit peu sur les délais et les questions de délais. Donc ça fait, j'ai pris connaissance de ce rapport en fin de matinée, puisque la partie civile n'en a pas été destinataire hier et j'ai écouté l'audience. Donc ça fait 15 jours maintenant que M. Yang Sari est à l'hôpital. Vous avez expliqué que en raison de son état physique, il ne pouvait pas sortir et vous avez dit qu'il y avait une décision à prendre quant à une opération. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quel délai cette décision va être prise quant à une opération ou un traitement par médicament ? Je veux dire en termes de jours, de semaines, de mois. Pouvez-vous préciser ? Chị tôi tới bác sĩ chị để tiện tôi cho mình ca về cắt để khi ông làm phân tổ thà trang chụp bao để thà đo size chị tôi tới ăn được cái xong từ lưỡi này chỉ trước thời tôi ca về cắt bàn tay bạn nhà để thằng thay để khi ông dạy ban chụp đẹp khang bị đau âm chứng cứ việc phân phải từ lưỡi thằng sau từ lưỡi này chụp đến khang mũi mũi ta phơi là việc bệnh mưa việc hô pi sao mà tập hiếp để dương trong thà chỗ đó việc cắt thấy dương khoản tài chỉ bộ dễ thực hàng chụp đến mũi mũi tập bệnh ở kia ta dạng bệnh dương trong những khe trên để trong tam trên kia cái bệnh hà là bệnh đông ta áp lại nhát để thương không là biếm nè nếu chỉ bệnh hà mũi để trong thời thời cái là mình bệnh hà bắp bòn vừa được bắp bòn bệnh đông cứ dương trong là bị cua chỉ mới cua bệnh to tại cua ta ao nó vừa là biếm nát tại mấy chi viên cũng ai quật cụt nặng nó bệnh hà để vừa nặng dương trong mình làm bưng tốc tràn tế nông ca thôi ca về cắt thì pro ấy dương ban xua xạ xua chỉ bòn ở miền mình toàn chụp đi tế còn tại dương tam là dạ ca thì dương về bằng hai hơi dương khinh thà ca bệnh hà về cắt ba gì dương thưa bạn tặng tay nha dương trong mình toàn chun làm ở tế hơi bệnh hà để toàn thở ca nặng nơi nó tổng tí bệnh bờ dương làm bưng từ lời ca chia ba đổi tháng năm nhưng thường không tha được giả pe ai chậm nái pe vang nếu mà tao sầm đấy khang lục hữu bận làm sai sắp bị phố nhưng kết tha chưa ba trăm con để gì phạm giới cái chuyện đằng hai tẹt tông đang sai bớt sao tẹt tông chứ chẳng mới ốp sổ poro nhưng mà ai chưa ba trường người đang giả pe lấy ở ba đôi trường người ít xem thì bạn chỉ bệnh hai chi viết chỉ cả bận hơi để bệnh hai tẹt tông những pe bị liền để dùng trong thời thời gian mấy trong sự không tha sắp đã khói vậy giờ khi ông đang thưa là bài ca chun là rõ sắp đá là bài ca làm ất để bị bệnh hà để ăn đi cái chọn là bài dương nhóm thật phải giảm mấy mấy chun mà hàng lục thiên làm bài ở bàn triệp hay dương bên này các khi mình toàn ở miền trung bảo thà tài cua thôi nhắm mấy bị phù vậy giờ gặp bùng tài phai nhiều rồi mà sân chơi tam được lần lượt tập hiệp không còn lại dương nhóm nhóm trăm tài rùa bẹt chấm nhìn bậc nhóm tài tập lọt mà bị bỏ tì vĩnh là ngày nắng rồi ngày sài nắng làm bài ta lượt tập hiệp dương phần nào và nick hoàn tài chia ca rồng phân tục môi phần đông anh phần tài bậc ca tam trụ bảo để lục professor cho để quạt ban là trụ trong bị cua từ mới quạt cho mới trong pin sờ mánh quạt thang bị tăng tài nhá, bị pro ấy việc cắt chụp chay rồi việc hái ra người ta bàn chụp chay hai phần đường lọ phần tay ca việc cắt thì bị chôm một đường tay là dụ một phần nắng hai đường bánh hai để bệ đôn quát đo tổng lại ca nâng trom đường thanh nam sờ lọ để cắt để thử việc đấy ta chỉ bánh hai mới để dương phần bại để tham mình ai ở quát trom ban chẳng dương còn thà chỉ bộ dễ bọc nhom môi thà bảo trong thu hình chăng thời thường chăng bàn tay ảnh chăng về thưa tự bàn làm bán dương đang viết được chay như chun pon làm miếng từ mà không sao là can được bị cào Oh,
Oui, j'ai bien compris, monsieur, qu'il fallait attendre les résultats, les consultations des uns et des autres. Je note que vous n'êtes pas en mesure de nous donner un délai, quel qu'il soit, pour la décision, ni même pour la sortie d'hôpital de monsieur Yang Sari. Par conséquent, je n'ai pas d'autres questions, je vous remercie. លោកបញ្ញាបណ្ឌិតនឹងពីលោកបញ្ញាបណ្ឌិតលឹមស៊ីវុធានិងលោកបញ្ញាបណ្ឌិតគីបូស៊ូការស្ដាប់តែខៃកម្មរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិភាពអាការៈរោគនិងស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកអៀងសេរីនេះពេលនេះដល់បានចប់ហើយហើយវត្តមានរបស់លោកបញ្ញាបណ្ឌិតនៅវត្តកលែងមានភាពចាំបាច់ចិត្តហើយលោកបញ្ញាបណ្ឌិតអាចវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានឬក៏គោលដៅដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយអង្គជម្រះសូម អរគុណចំពោះលោកបច្ចៈបណ្ឌិតតាំងពីរូបដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញមកផ្ដល់ទៅខេកកម្មនៃចំពោះមុខអង្គជំរះនៃព្រឹកនេះហើយប្រកបដោយភាពអត់ធ្មត់និងខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពសហគមន៍របស់លោកនឹងជួយដល់អង្គជំរះក្នុងការពិនិត្យពិចារណាពិភាក្សាជ្រើសរើសនៅលទ្ធភាពដោះស្រាយក្នុងកិច្ចចំណការចាត់ការរឿងក្តីសុសូនធូនពីស្រះសូនមួយនាពេលអនាគតខាងមុខនេះបានសមស្រប ហើយសូមលោកបច្ចៈបណ្ឌិតជួបតែតំណាងល្អមានសុខភាពល្អនិងទទួលបានសេចក្តីសុខសុភមង្គលឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ឲ្យត្រង់ឲ្យដែរហើយសូមមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រមរួលជាមួយនឹងអង្គភាពគាំពារសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជួនលោកបច្ចៈបណ្ឌិតតាំងពីរូបត្រឡប់ទៅលំនៅឋានឬក៏គោលដៅដែលគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅវិញហើយហើយសម្ដីការនឹងលើកបន្តទៅធ្វើនៅរុស្ស៊ីលហើយនៅរុស្ស៊ីលនេះយើងនឹង ដំណើរការសម្ដីការទី2របស់យើងគឺស្ដាប់មតិយោបល់របស់ភាគីលើកាលវិភាគដែលអង្គជំរះសាលារដ្ឋត្បូងបានគ្រោងជាយូរមកហើយក្នុងការពិភាក្សាស្ដាប់ទៅខេកកម្មអ្នកជំនាញភីលីបសតដែលបញ្ហានេះគឺដោយមានបញ្ហាប្រឈមដោយបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងនោះមានទាំងបញ្ហាអាការៈរោគនិងសុខភាពរបស់លោកអៀងសេរីនៅពេលនេះផងដែរប៉ុន្តែអង្គជំរះនៅមានបំណងស្ដាប់ មតិយោបល់របស់ភាគីនីរុស្ស៊ីនេះដោយចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីសម្រាប់ចុះសូមជញ្ជក់ក្រោមចុះ